shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Thì lâu lắm rồi á, mình cũng không có quay trở lại với cái series công viên khủng long này nữa. À, bên đây có một em zombie các bạn ơi. Bữa nó nè, à, ngậm cơ tợi luôn. À, mình ăn một miếng coi. Nó cho mình mấy cái thịt thúi nè các bạn ơi. À, vậy vứt đi luôn chứ mình để làm cái gì nữa. Thịt thúi tôi đâu có cần đâu. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi hồi sinh những cái loài cây cổ đại còn lại nha. Thì mình còn có 8 loài cây cổ đại nữa thôi các bạn ơi. Đó chính là 8 loài ở cái hàng dưới đây nè. Tập ngày hôm nay mình sẽ hồi sinh 4 loài cây thôi. Đó chính là Fusia, tiếp theo là Hotel Osmunda và Saracenia nha các bạn ơi. Chúng ta phải tìm tên của 4 cái loại này luôn. Ok, mình sẽ tìm nó ở trong những cái chest này nè. Đó, mấy cái rương này nó có chứa hết những cái bào tử mà mình đã phân tách từ những cái analyzer rồi các bạn ơi. Để mình kiếm coi chúng ta có được mấy loại nè. Ôi, được 4 loại luôn, rất là xịn sò anh em ơi. Qua cái analyzer này mình coi thử coi. Ôi, cũng được 4 loại luôn nè. Wow, quá đã. Thì chắc mình sẽ kiếm đâu đó tầm 25 cây mỗi loại thôi nha các bạn ơi. Cái này, mình lại có thêm nè. Và như vậy là đủ rồi đúng không? Ô, cái loại hotel này mình chỉ mới có được 23 thôi. Rồi, lại chờ hết luôn đi. Ok, rồi thì chắc chúng ta sẽ tiến hành đi cho nó vào những cái cultivat nè, cho nó vào những cái thùng cấy cũng như là múc sữa bò để cho nó thành những cái hạt giống cũng như là những cái bào tử thích hợp nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi múc sữa từ cái em bò bên này nha. À, lâu lắm rồi tụi ấy vào đây lại đó các bạn ơi. Ui, và như dưới chân mình á, mấy con zombie nó kêu quá chừng luôn nè. Ui, cái xô sữa mình để ở đây đúng không? Ở đây mình cũng có chế tạo thêm những cái conservat nè. Để sẵn, khi mà nó hư á, mình sẽ thế vào cho nó nhanh luôn các bạn ơi. Đây, 8 bình bỏ vô sẵn đi. Ây da, bình cuối cùng nè. Rồi. Ồ, mấy cái bình này có sữa hết rồi nè. Mình sẽ chia ra làm 2 nha các bạn ơi. À, chia làm 2 nè. Mình sẽ bỏ sữa vào trong đây hết luôn. Cho nó, làm cho nó lẻ đó các bạn à. Ờ, đây là hotel, cây đuôi ngựa, cái cỏ thấp bút. Rồi, tiếp theo đó chính là cây Saracenia. Đây là một loài hoa thời tiền sử nha các bạn ơi. Và cuối cùng là Osmunda. Cái này các bạn có thể biết nó với cái tên là Chi Rau Vi, hoặc rán âm địa, hoặc là rán ốc mình nha các bạn ơi. Đó. Thì mấy cái loại cây cổ đại này chúng ta rất là lạ lắm luôn đó. Bây giờ mình sẽ cho những cái bình sữa vào trong những cái thùng cấy cho nó đủ hết đi. Đó. Xíu nữa để mất công phải đi thay đó các bạn ơi. Rồi, giờ chắc chúng ta sẽ chờ một xíu cho tụi này nó hình thành những cái hạt giống, những cái bào tử hết nha các bạn. Ui, sẵn tiện thì mình đi múc sữa sẵn luôn. Tí bỏ vô. Ui, cái em bò của mình đi đâu rồi? Ô, đây 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 đây, nó bị lắc nè. Quả chướng hả? Con bò bị lắc bạn ơi. Ui, thế giới bị cái gì rồi? Ơ, con bò mình nó bị sao các bạn à? Ui, kinh khủng vậy. Ôi, mình sẽ đi tìm một cái con bò khác nha. Ui, con bò bên đó bị gì rồi? Ây da, sao có con zombie ở trong này? Cái gì vậy? Để mình lấy kiếm mình chém nó nha các bạn ơi. Ui, cái gì ghê quá vậy ta? Zombie nó ở trong viện bảo tàng luôn. Sao mà nó vào được vậy ta? Ghê quá chưởng à. Mình sẽ vứt một cái miếng thịt thúi vào trong này luôn nha các bạn ơi. À, ở ngoài này chúng ta được những cái Dominican Ember nè. Thì những cái đó công dụng như thế nào, một tí nữa mình sẽ sử dụng cho các bạn coi nha. Đó là những cái hổ phách đó các bạn ơi. Em bò này nó đã trở lại nè. Ui, cái gì mà rùng rợn quá vậy. Thôi, bây giờ thì mình sẽ đứng đây và mình chờ coi thử nó sẽ tạo ra những cái gì nha các bạn ơi. Rồi, chờ một xíu thôi. Ui, lâu lắm rồi mình cũng không có tham quan lại cái công viên khủng long này nè. Wow, cái khủng long ngoài kia sống cũng khá là tốt à. Ui, mình ăn cỏ sạch bách luôn các bạn à. Ăn không chừa cái gì luôn kìa. Mấy con này bữa sau ra làm thịt nó mới được. Ôi, và bên đây những cái con chim này nó đã đẻ thêm trứng nè bạn ơi. Đây là Pteranodon nha, thằng lằn bay nè. Ui, có một cái trứng nó sắp nở kìa các bạn ơi.
Ui hay 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 vãi hay vãi. Mình đứng đây mình chờ coi nó có nổi ra được không nha. Ui có hai cái trứng luôn thì phải. Ui những cái em khủng long này nó ăn sạch cỏ luôn các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình cũng mới quay trở lại với cái công viên này đó. Ui bên đây có một cái con Triceratops nó nhỏ nè bạn ơi. Con này hình như nó mới nổ thì phải. Nhìn hấp dẫn chứ kìa. Wow. Và những con Therizinosaurus này á, nó đang nó ăn cỏ sạch bách luôn nè. Đó, nó mới chơi đùa cho anh đó các bạn ơi. Ui cái đùi nó lòi ra tuốt ngoài này luôn kìa. Xa xa thì có thêm mấy em khủng long cổ dài nữa. Brachiosaurus rồi đó các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa. Ờ có con Therizinosaurus con kìa bạn ơi. Cái tên hôm nay dài vẻ trưởng ạ. Thôi nhiệm vụ của chúng ta là đi vô mấy con Pteranodon mà. Ôi có con bộ cam nữa các bạn. À bộ cam này thì nó không có những cái con bộ cạp con thôi. Đây con này thì nó không có bộ cạp con. Trời ơi nếu mà nó có mấy con bộ cạp con á chúng ta có thể bắt được các bạn ơi. Wow mấy con trên này có bộ cạp con không ta. Ở dưới này bộ cạp nhiều quá vậy. Ồ có một cái trái banh ngoài này nữa. Ui trên dưới đây có một con rắn màu cam nữa bạn ơi. Hấp dẫn. À, hình như mình chưa xây cái chuồng rắn nữa thì phải. Quên mất mấy bữa hôm giờ các bạn ơi. Rồi để mình đi vô mình lấy mấy cái trứng của thằng đàn mày coi. Ôi ôi nó tuốt ở trên đây luôn các bạn ơi. Ôi nó ăn thịt cái con gì nè. Ôi nó ăn thịt cái con Confusion Snake của mình rồi. Ôi vãi ạ. À, nó ăn sạch bách luôn. Rớt ra xương nè. Wow con này kinh khủng ta. Ôi ơi không được các bạn ơi. Mình phải chuyển chỗ cho Confusion Snake đi chỗ khác coi. Trứng không thể spawn tới này nè. Hai cái trứng. Đó ta phải để chỗ này mới được nha bạn ơi. Đây nó lại ăn thịt thêm một con chim khổng tử nữa nè. Trời ơi ghê vãi. Sợ với trưởng ạ. Rồi chúng ta sẽ chờ một xíu coi những cái trứng này nó có nở không nha. Ơ lại có thêm một cái trứng nè. Wow tụi này nó đẻ nhiều vãi trưởng các bạn ơi. Wow riết nguyên cái khu này á toàn là mấy cái con thằng lằn bay không đó các bạn ơi. Và như những con này nó đã mắc kẹt ở dưới rồi phải. Nó có ai lên trên được các bạn ơi. Nó còn đẻ ở đâu nữa không ta. Mình kiểm tra thử coi. Quanh đây nhiều cái loài khủng long quá nó sẽ bị lắc đó các bạn ơi. Ôi oh, cái Culture Vat của mình nó bị fail rồi kìa. Thôi để mình vô mình sửa cái Culture Vat các bạn ơi. Kinh quá. Đây khi nó fail thì nó sẽ rớt ra một cái cây thất bại nữa các bạn ơi. Mình cất cái cây này vô đây đi. Ui hai cái fail luôn. Cây vậy. Quên quá mình đã có chuẩn bị hết rồi nè. Đó ui ba cái fail luôn. Nhiều fail lắm thế. Ui fail quá chừng luôn các bạn ơi. Đây bỏ vô lại hết các bạn ơi. Fail quá trời fail luôn rồi nè. Ơ bốn cái luôn. Wow ui sao chết tàu. Sao cái quá trình cái ghép mà nó khó khăn quá vậy ta. Cái này không có fail. Cái bên này mới fail nè. Ồ chúng ta lại thêm một cái conservat nữa rồi. May là mình có chế tạo nhiều đó các bạn ơi. Mình mà làm ít á là nó sẽ rất là cực cho mình luôn. Đây à chúng ta có những cái hạt giống mà đã thành công rồi các bạn ơi. Để mình ra mình coi thử mấy em thằng bay nó đã nở chưa nha các bạn ơi. Ờ đã nở thành mấy con thằng bay con rồi nè. Cái trứng này thì chưa nở. Trứng đó nó nở sao đó các bạn. Đây chúng ta có được một em thằng bay cái. Ô hai em cái luôn. Ok à, sẵn tiện chắc mình sẽ đi tham quan cái vườn thú và thử coi. Hôm giờ mình cũng chưa có tham quan nữa các bạn ơi. Thì chúng ta có gấu trúc nè. Gấu hình như mình đã làm hết rồi nè. Voi cũng vậy đó các bạn ơi. Ồ, bốn loài voi hết luôn. Xịn sò chưa. Ờ, mấy con chó sói này mình cũng vẫn chưa. Mấy con chó sói này mình cũng vẫn chưa có làm cái nhà cho nó nữa. Trời ơi làm gì mà làm biến quá vậy. Bên đây là mấy cái em voi mammoth long xoan đó. Gấu nè, gấu bắc cực nè, mình nhốt hai con ở trọng luôn. Ờ bên đây chúng ta có gì đây? À, báo tuyết. À, bên đây là voi châu Á hả? Báo tuyết, còn đây là báo thường hả? Rồng Komodo. À, hình như mình thiếu cái gì đó rồi. Mình còn hổ nè, sư tử, báo đen. Ồ, còn ba loài đó nữa và rắn nữa các bạn ơi. Wow, để mình cởi cái con Komodo này coi.
À, con này không có yên sao mà cởi. Đây các bạn ơi, tìm những con có yên này cởi nè. Ồ, ngầu lời chưa? Đồng Komodo. Rồi, để bây giờ mình quay trở về, mình sẽ chờ đợi coi những cái hạt giống á nó đã làm xong chưa nha. Để sẵn mình sẽ đi vô mình thăm mấy em bò thôi nha các bạn ơi. Ồ, còn giờ này tụi nó sống tốt cái đã. Dạ dạ dạ. Tính tẩu thoát hả mấy đứa. Ui, rồi đây là mình nuôi heo nè các bạn ơi. Ồ, mình chia ra cái chuồng nó thiệt là rộng luôn đó. Ui, bên đây có mấy em gà tây nè. Ồ, sao mấy con heo lại có thêm... Ồ, sao chuồng heo lại có thêm mấy con bò lạc đó nè. Ui, để mình đi qua mình giết mấy con bò lạc cái đã. Đây đây đây, giết tụi nó các bạn ơi. Cho mình khá là nhiều đồ luôn nè. Ôi ơi, chuồng heo mà mấy con bò này nó cũng chui vô được nè. Rồi, thế là xong rồi các bạn ơi. Chuồng bò có con heo nào không? Chuồng bò thì không có heo các bạn ơi. Chỉ có bò lạc thôi, chứ không có heo lạc đâu. Dạ dạ, nè ra mấy đứa ơi. Thôi, bây giờ mình sẽ đi cóc thịt cái đã. Cóc da cóc thịt lại hết bạn ơi. Thịt nè, đó, da nè. Rồi, để bây giờ mình đi vô mình kiểm tra coi. Trong cái viện nghiên cứu á, những cái máy cấy nó đã làm xong chưa nha các bạn ơi. Hy vọng là nó đã cấy xong những cái hạt giống như chúng ta. Ôi, bên đây có một cái con bò luôn. Mà nó không có làm gì mình thôi, mình sẽ không có đụng chạm mình tới nó hết các bạn ơi. Ui, có một con gà tây nó kêu ở đâu đó các bạn ơi. Như là ở dưới này thì phải. Rồi, hy vọng con này không có zombie hay là reaper gì nha các bạn. Nguy hiểm lắm đó. Hình như nãy mình thắp sáng nó bị thiếu thì phải. Qua đây mình tự nhiên gặp cái con zombie. Sợ thiệt sự. Ôi. Ôi xong rồi các bạn ơi. Và chúng ta có được khá là nhiều cái loại hạt giống ở đây nè. Đó, Fusia, Osmunda, Hotel cũng như là Saracentina. Ui, ngon lành liền. Và trước khi đi trồng thì mình sẽ đi farm từng cái loại nha bạn ơi. Tại vì đất ở trong cái viện nghiên cứu á, mình xây có một tầng, hai tầng á thì nó mới trồng được thôi. Nên là mình sẽ đi ra ngoài này và tiến hành farm đó nha. Đó, đây chính là thực vật rừng cổ đại nè các bạn ơi. Nhìn nó khá là giống cái dương sĩ cao ha. Đây là Fusia nha các bạn. Mình sẽ farm thật là nhiều Fusia luôn nha. Đó, rất là xịn sò các bạn ơi. Ui, mỗi lần đi hồi sinh những loại cây cổ đại á, chúng ta phải chạy ra ngoài này nè để mà farm nó trước rồi mới đem vô trồng đó các bạn ơi. Hơi khổ một xíu á. Rồi, sắp xong rồi nè. Rồi, cuối cùng cũng xong các bạn ơi. Tiếp theo đó chính là Osmunda. Thì cái loại Osmunda này á, các bạn có thể biết tới với cái tên là Chiravi nè, rán âm địa hoặc là rán ốc mình nha các bạn ơi. Ồ, tên khá là khó xử luôn. Lần đầu nghe luôn các bạn ơi. Đó, mình cũng sẽ tiếp tục farm tụi nó ở ngoài này luôn. Farm một lần và sau này mình sẽ khỏi farm nữa nha các bạn. Ui, cái này rất là nhiều luôn. Tới tận 45 cây lận. Farm mỗi tay tôi luôn đó. Nhưng mà không sao bạn ơi. Chỉ bấm chuột phải xong chuột trái thôi mà. Ơ, mình có thể trồng một lần 2 cây lên như vậy luôn hả? 3 cây được không? Ui, những cái loại thực vật cổ đại này cũng khá là hay ha. Trồng lần 2 cây được luôn nè các bạn ơi. Ui. Ôi, phải chướng hả? Cái con Reaper này làm mình giật mình nè. Ui. Phải à? Sợ phải. Rồi để mình farm xong đi các bạn ơi, rồi mình sẽ lắp cái chỗ đất này lại nha. Ôi, hình như mình đã mất hết một cái cây Osmunda này rồi. Cây rán âm địa của tôi. Rồi, giờ để mình lắp đất vô này lại đi. Cho nó bớt xấu đi các bạn ơi. Ôi ơi, con Reaper phá hoại này nó hù mình nữa chứ. Con game này mình chỉ sợ nhất là cái con Reaper thôi. Nó hay là mình giật mình lắm các bạn ơi. Hình như mình nghe tiếng con zombie nè. Còn tới tấn công mình không nè. Kinh khủng. Rồi tiếp theo đó chính là cỏ tháp bút. Hoặc là các bạn có thể biết nó với cái tên là cây cỏ đuôi ngựa nha bạn ơi. Đó. Ui, nó thẳng quả trưởng à. Nhìn nó cũng rất là lạ luôn. Mình sẽ farm thiệt là nhanh luôn nha bạn ơi. Ngon lành canh đào. Cây này thì chỉ có 20 mấy cây thôi. Nên farm rất là lẹ luôn các bạn. Đó, xong rồi đó. Và loại cuối cùng đó chính là một cái loài hoa cổ đại có tên là Sacrasenia. Ui, cái hoa này đẹp quá trưởng hả? Ờ, cái hoa này thì mình không có thể trồng một lần 2 cây được. Ồ, cũng hay vậy. Ồ, xịn sò nha. Ồ, mình trồng nó có những cái con ruồi nó bu xung quanh bạn ơi. À, như đây là một cái loài hoa nó thu hút ruồi thì phải. Em gì mình thấy là lạ. Ủa, cái gì vậy, cái gì vậy? Đi ra chỗ khác nha, không có hù tôi lần nữa nha. Sợ phải chứ bạn ơi.
Rồi chết xong rồi nè. Rồi cái cuối cùng. Thôi đi vô các bạn ơi. Vô nhà thôi. Ra ngoài mấy con Reaper đang hiếp mình vãi chưởng hả? Đây, đi vô nhà. Vô viện nghiên cứu của chúng ta chứ. Cái loài đầu tiên mình sẽ đi hồi sinh, đó chính là cây Fusia nha các bạn ơi. Đó, cây rừng cổ đại. Mình sẽ hồi sinh ở phía bên trên này đi ha. Đây, hồi sinh chỗ này đi các bạn ơi. Fusia. Nhìn nó cao thật sự các bạn ơi. Wow, nhìn đã thiệt. Đúng là cái những cái loại cây đó, nó sống ở thời cổ đại đó, nó luôn cao lớn như thế này nè các bạn. Để mình cho nó bột xương thử coi. À nó, mình có thể farm từ những cái cây Fusia khác nè các bạn ơi. Tức là thì mình chỉ cần hồi sinh một cây á là mình có thể farm nguyên một cái vườn của đó. Wow, xịn sò chưa. Tiếp theo mình sẽ trồng đó chính là cỏ đuôi ngựa nha các bạn ơi. Cỏ thấp bút. Rồi qua đây mà trồng. Đó, cho nó, cho nó song song với cái loài Fusia bên kia luôn. Uầy, cái cây này á thì nó nhỏ hơn các bạn ơi. Nó có chút xíu à, nhưng mà nhìn nó rất là thẳng và đẹp luôn nè. Đó, mình sẽ cho nó bột xương thử nha. Ô, cho bột xương nó sẽ cao lên. À, và nó sẽ thành cái cây cỏ thấp út cao nè. Wow, hay vậy. Mình sẽ cho hết luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ để lại một hàng để cho nó tự phát triển nha. Tức là những cái cây cỏ này á, chúng ta vẫn có thể, chúng ta chỉ cần hồi sinh một cây thôi là có thể farm nguyên một cả vườn rồi. Nó cũng y chang Fusia vậy đó các bạn à. Rồi mình sẽ để ba cây cuối cùng để cho tụi nó tự phát triển lên nha. Ngon lành. Rồi cái loài thứ ba mình sẽ hồi sinh đó chính là Osmunda. Đây là cây rán âm địa nè, rán ốc mình hoặc chi rau vi nha các bạn ơi. Ôi xịn sò nha. Oh, nhìn đã nha. Để mình sẽ cho nó bone meal thử coi, cho nó bột xương. Cái này thì cho bột xương không được. Đối với loài cây này á, thì chúng ta phải hồi sinh từng cây các bạn ơi. Chứ không phải bón bột xương là xong đâu. Đó, đã xong rồi nè. Và cái loài cuối cùng chính là cái loài hoa cổ đại nè. Thực vật có hoa cổ đại. Saracenia. Có rùi bù nữa chứ. Ôi ôi, hồi xưa có rùi hả? Căng vãi chưởng hả? Rùi bù quá chừng các bạn ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi để mình sẽ cho nó thử bột xương coi. Thì đối với cái loài cây này thì nó cũng như là Fusia và cái cây cỏ đuôi ngựa. Chỉ cần hồi sinh một cây thôi là chúng ta có thể farm một cái vườn luôn nè. Cho mình rất là nhiều luôn nè. Ngon lành vậy. Và thế mình đã xong 4 cái loài cây cổ đại trong tập ngày hôm nay rồi đó. Ôi ngon lành chưa. Cùng xem lại nè các bạn ơi. Đây là cỏ đuôi ngựa nè. Ba cái cây này nó vẫn chưa chịu phát triển nữa, lâu vậy. Tiếp theo là rán âm địa. Đó. Rồi, và bên đây chúng ta sẽ có được những cái cây hoa cổ đại nè, cũng như là thực vật rừng cổ đại. Để bây giờ mình đi ngủ một cái đi các bạn ơi. Trời nó cũng sắp tối rồi kìa. Xong các cái loài cây cổ đại trong tập ngày hôm nay rồi. Thì cái phần tiếp theo của video á, mình sẽ tiến hành đi thuần hóa những cái loài khủng long cổ đại nha các bạn ơi. Và cái con mình định thuần hóa trong tập ngày hôm nay đó chính là cá sấu khổng lồ Sarcosuchus nha. Và nó sẽ cần một cái Scarab Game Aquatic. Đó, Scarab Game hệ nước. Với công thức chế tạo như thế này các bạn ơi. Đó, đây là Scarab Game nè. Một cái con bọ hung. Ui, cái gì vậy, cái gì vậy? Mắt khôn mà, sợ vậy. Đây là Scarab Game nè. Đây là một cái con bọ hung. Đó, nó bị mắc kẹt ở trong những cái hổ phách đó các bạn ơi. Và Dominican Ember, đó chính là một cái hổ phách đó. Khi kết hợp hai cái thứ này lại thì chúng ta sẽ có được Aquatic Scarab Game nha. Thì Dominican Ember các bạn có thể có được từ những cái máy lọc cát nè. Khi lọc cát, sỏi, đá, những loại đất đỏ hay gì đó thì nó sẽ đều ra hết nha các bạn ơi. Với tỷ lệ nhất định thôi. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ đi thuần hóa hai em cá sấu thôi. Ui, nghe tiếng con zombie nữa. Cái gì vậy ta? Cái gì ghê vậy? Và để mình lấy luôn hai cái Scarab Game ra coi. Đó, chúng ta sẽ tạo luôn hai cái Aquatic Scarab Game nha. Đây, Aquatic Scarab Game. Ui, xịn sò kìa. Chúng ta đã được thành tựu Blue Beetle rồi đó. Ở phía bên này đó chính là chuồng của Sarcosuchus nha các bạn ơi. Ui, và có một em khổng lồ ở ngoài này nè. Ui, nó to thiệt sự luôn đó các bạn ơi. Và cái chuồng này á thì mình xây hơi bị kỹ lưỡng luôn. Mình dùng kính cường lực nè, mình đặt ở từ dưới móng lên luôn các bạn ơi. Xây như vậy thì nó sẽ bị xấu cái kiến trúc của chúng ta đi đó. Chắc sau này mình sẽ tiến hành mình sửa chữa mấy cái này đi. Trời ơi, nhìn như vậy nhìn xuyên cả móng luôn nè. Nhìn xấu phải chữ ngờ.
Sau này chúng ta sẽ sửa sau nha các bạn ơi. Và cái cửa chuồng á thì mình cũng làm bằng sắt luôn. Cái cổng cũng vậy. Và những cái nút bấm á mình cũng đã bọc hết bằng sắt hết nha các bạn ơi. Chứ không á là bọn này có thể phá hủy được đó. Rồi, đi vô đây chúng ta sẽ kiểm tra một em sao có sự chết nào đó bự bự đi. Con này nhỏ thì mấy ngày tuổi vậy? Thôi em này mới 6 ngày tuổi thôi. Ui chưa được các bạn ơi. Em này là 12 ngày tuổi nè. Còn phải kiếm một con đủ 12 ngày tuổi á thì chúng ta mới thuyết phục được nha các bạn ơi. Nhìn ngon lành liền. Em này cũng 12 ngày tuổi luôn. Và con này là con đực. Con bên này là con gì vậy? Con cái các bạn ơi. Đủ một cặp luôn nè. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hành đánh cho nó xỉu trước nha các bạn ơi. Ui nó quay qua nó nhìn mình này kìa. May là mình ở chế độ bình yên á nên nó sẽ không tấn công mình đâu. Rồi đánh cho nó thoát máu xuống các bạn ơi. Nó còn 10 máu rồi nè. 9 máu, 8 máu, 7 máu. Khi còn 7 máu thì nó sẽ tiến hành ngất xỉu như thế này nha các bạn ơi. Nó ngất xỉu rồi nè. Và chúng ta sẽ lấy một cái Aortic Scar Up Game ra nha các bạn. Và kích chuột phải vào nó thôi. Và đây rồi, chúng ta đã thuần hóa được một em Sarkosuchus, cá sấu khổng lồ nha các bạn ơi. Để mình cởi nó thử coi. Cái kìa whip cởi nè. Wow, ngon chưa? Cởi xuống nước luôn các bạn ơi. Thử nó cởi mình bơi được không ta? Ui, bơi nhanh vậy. Phải à. Bơi nữa bạn ơi. Ui, phê thiệt sự luôn. Lên mấy đứa. Lên nè. Rồi đó mình linh tinh. Ui, nó không chịu nổi lên rồi các bạn ơi. Nằm ở dưới luôn rồi. Hình như nó bị mắc kẹt ở dưới cát rồi đó. Thôi mình sẽ lên trên đây và thuần hóa một cái em Psychosis chết cái luôn nha các bạn. Chết được một cặp. Chúng ta vẫn sẽ cấu máu nó tiếp. Cho nó xuống còn 7 máu trước cái đã. Rồi còn 13 máu rồi. Giờ mình đánh chay nữa bạn ơi. Đó còn 7 máu sẽ ngất xỉu. Bây giờ thì cho nó viên ngọc. Giả bộ làm người tốt. Rồi đó. Cười nó thôi bạn ơi. Lần này thì mình sẽ dùng nó để đi bộ trên bờ thôi. Ui ở trên bờ thì nó sẽ đi chậm hơn rất là nhiều luôn các bạn ơi. Ơi mình tưởng nó nhanh lắm chứ. Chịu ở dưới nước nó mới nhanh thôi. Và cái em này thì nó bị kẹt ở dưới đây rồi thì phải. Không lên được nữa đâu. Mình có thể điều khiển chế độ cho nó được mà. Đây stay nè. Chế độ nằm im một chỗ nè. Follow đi theo mình. Và wander. Đó chính là di chuyển tự do nha các bạn ơi. Mình sẽ cho cái con ở dưới đây follow mình thử coi. Nó có lên được không nha. Hy vọng là lên được các bạn ơi. Ui chứ không là toàn tôi luôn đó. Lên. Lên. Lên đấy. Ui. Ui nó bị kẹt các bạn ơi. Xui vậy. Nó follow mình lại nè các bạn ơi. Bơi theo mình không? Nó bơi theo mình thiệt nè. Nhưng mà như nó kẹt ở dưới rồi. Nó không có chui lên trên bờ được. Hình như cái cát đó nó bị lúng á các bạn ơi. Lên bờ thử coi. Đây. Rồi cho nó wander đi. Chế độ di chuyển tự do. Nó lên được là do nó teleport đó bạn ơi. Dưới đây thì mình có hai em cá sấu nhỏ khác nè. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay á mình đã tiến hành hồi sinh vốn là thuộc vật cổ đại rồi các bạn ơi. Cũng như là thuần hóa xong hai em cá sấu khổng lồ sẽ có sẽ chết rồi nha. Ôi nó to vậy kìa. Mấy em này là đủ 12 ngày tuổi hết rồi đó. Thì cảm ơn bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thích video này hay đừng quên vào lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.